Em Hương Ú xin được chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Xịn Bình Chánh. Thì hôm nay tiếp tục Hương sẽ gửi đến cho mình một siêu phẩm nhà riêng lẻ luôn, nằm trong một khu dân cư ở cũng rất là đông đúc rồi. Và vị trí hiện tại Hương Ú đang đứng là trên con đường bờ chùa. Nhà mình thì cách con đường bờ chùa đâu đó tầm khoảng 50m thôi cô chú anh chị nha. Đường ngoài đó thì xe hơi, xe tải có thể di chuyển thoải mái. Và từ đó bước vào đây sát bên luôn. Và con đường này rộng tầm khoảng là 3m rưỡi, xe hơi của mình có thể di chuyển vào tới bên trong của chú anh chị. Và mẫu nhà này thì là mẫu nhà xây riêng lẻ luôn, ở pháp lý thì rõ ràng minh bạch luôn, sổ hồng thì đã có sẵn, có thể cho mình đi công chứng trong ngày. Và đây là một mẫu nhà mới hoàn toàn 100% cô chú anh chị nha. Những quý cô chú anh chị mình đang ở các trung tâm như quận 6, quận 7, quận 8, Nhà Bè, Bình Tân, Phú Nhuận thì mình có thể đi con đường là quốc lộ 1A, mình vào đường Đinh Đức Thiện, cái chợ Bình Chánh, mình chạy thẳng vào thì tới đường bờ chùa cô chú anh chị ha. Thì liên hệ trực tiếp cho Hương, Hương sẽ hướng dẫn cô chú anh chị mình, hoặc là mình có thể ở nhà rồi cái mình kết bạn Zalo, Hương sẽ gửi cái vị trí mình có cái khu vực này với cái nhà mình nó có thuận tiện hay không, để mình thuận tiện về đây hay không cô chú anh chị nha. Và giá thì Hương sẽ báo trực tiếp và rõ ràng luôn, chỉ có là 2 tỷ 1 thôi đó, bảo đảm với quý cô chú anh chị mình sẽ không phát sinh thêm. Và thủ tục hồ sơ chi phí thì bên đơn vị Hương sẽ lo cho mình từ A đến Z. Và công năng sử dụng của ngôi nhà là ngang 5m2, dài vào tới tận 19, một trệt một lầu cho mình tới tận 3 phòng ngủ và một không gian thờ, có 2 nhà vệ sinh, sân trước sân sau rộng rãi thoáng mát. Nhà mới, bên trong ngôi nhà thì đã ốp BNC và tặng nội thất cơ bản cho quý anh chị mình rồi nha. Thì trước tiên bước vào bên trong ngôi nhà thì bên đơn vị Hương làm cho mình là một lớp cửa 4 cánh sơn tĩnh điện và khắc BNC sơn màu trắng, nhìn cũng rất là dễ thương. Hàng rào đồ mái hiên đã bao bọc full và đầy đủ hết cho quý anh chị rồi. Và đây là không gian sân của mình nè, cũng ướp gạch cao ráo ha. Đây mình có làm một cái không gian cho mình trồng cây kiểng ở khu vực này, nhìn cũng rất là dễ thương cô chú anh chị. Và đây là sẽ cho mình là một cái không gian phòng khách rộng rãi thoáng mát. Nhà mình là hướng đông nha, gia đình mình đang tìm phù hợp hướng đông thì có thể về xem mẫu nhà này thực tế cô chú anh chị. Cửa thứ hai di chuyển rất là nặng tay, đây là cửa sắt sơn thính điện và ở trong sẽ tặng màn đầy đủ hết gia đình mình luôn, cái màn cũng rất là dễ thương. Thì nãy Hương có nói là bên trong ngôi nhà đã ốp PC đầy đủ và full cho quý anh chị mình rồi. Và ở đây thì sẽ tặng cho mình là một bức tranh 3D, nhìn phong cảnh rất là dễ thương. Trần trên sẽ là trần thạch cao nguyên khói dược hợp, ở giữa trang trí cho mình một ống đèn chùm, nhìn cũng rất là sang trọng. Và hệ thống ở trên mình á là đã đi chỉ phào, chỉ viền, nhìn rất là đẹp cô chú anh chị, rất là bắt mắt nha. Ở đây mình up BGC nè, hết khu vực này luôn. Nhà mà mình up BGC này, bước vào bên trong ngôi nhà nhìn nó rất là sang và mát nữa. Cầu thang thì mình để ở giữa khu vực này, chút xíu nữa Hương Ú sẽ review sau cô chú anh chị nha. Và mình tiến thẳng ra đây thì sẽ là không gian nhà bếp. Ở đây thì sẽ tặng cho mình là một cái quầy rượu mình trang trí ở khu vực này nha, cho nó lộng lẫy không gian phòng khách của mình và không gian phòng bếp. Thì ở đây tủ bếp, không gian bếp của mình thì có lắp đặt cho mình tủ bếp trên và tủ bếp dưới, bồn inox. Và đây là mặt đá hoa cương nhìn rất là đẹp. Ở đây mình đã ốp lát sạch sẽ rồi. Khu vực này vẫn tặng cho mình thêm là một cái dàn tủ nữa nè, mình có thể trang trí những cái phẩm sưu tầm đi du lịch của mình, kỷ niệm mình có thể gắn vào đây cho không gian phòng của mình nó được đẹp hơn cô chú anh chị ha. Và những các hệ thống đèn nè, đèn tủ rồi vẫn thắp sáng hết. Ở đây mà mình đặt một cái bàn ăn nữa, từ khoảng là 4 đến 6 đến 8 ghế thì nó vẫn còn rất là rộng luôn cô chú anh chị. Ở trên mình sẽ cho mình một cái quạt xay nè, rất là mát mẻ ha, không gian nấu nướng của mình nó sẽ không có bị ngợp. Và đối diện kế tiếp sẽ có một cái phòng ở phía bên dưới nữa. Hương thấy cái phòng này cũng rất thích hợp cho gia đình mình, có thành viên ông bà lớn tuổi, con em nhỏ mình về tận dụng cô chú anh chị. Ở đây thì mình vẫn dán cái PC nè, ở đây cũng rất là mát, có cửa sổ thoáng cho mình nữa, cửa phòng rất là chắc chắn nha. Và tiến ra đây, wow, mát ghê luôn cô chú anh chị. Ở ngay sau mình á là còn một cái đất ruộng của người ta, nên mình mở cái cửa sau mình làm cái hàng rào ở đây á, gió nó luồn vào á rất là mát, khỏi cần mở quạt luôn. Rồi mái hiên rồi cũng che rất là sạch sẽ rồi. Ở đây thì mình làm sẵn ô không gian này cho mình để một chiếc máy giặt. Và đây là sẽ nhà vệ sinh thì đầy đủ hết tiện nghi rồi, cơ bản gia đình mình sinh hoạt ha. Đây là nhà mới, chỉ cần xách vali vào ở thôi, không cần phải
sửa sang gì lại nữa cả cô chú anh chị. Và giá thì vô cùng tuyệt vời, chỉ có là 2 tỷ mốt thôi. Bảo đảm với quý cô chú anh chị mình sẽ không phát sinh thêm. Thì lúc nào Hương cũng báo giá trực tiếp rõ ràng công khai đầu clip cả, cho mình vào mình thấy cái mẫu nhà với cái giá tiền này mà nó hợp với mình thì mình xem tiếp cô chú anh chị ha. Còn nếu như mà mình thấy không hợp thì mình có thể qua những các clip video khác mình xem. Thì bên Hương vẫn có rất là nhiều mẫu nhà giá từ khoảng ngoài vài trăm cho đến vài tỷ tùy theo khu vực thôi. Hương thì chuyên về quốc lộ 50 và bên quốc lộ 1A. Nếu như mà mình về cái mẫu nhà này, nếu như mình không thích thì Hương sẽ dẫn cô chú anh chị mình xem đi xem vài căn khác để mình có thể về mình tham khảo coi cái căn nào nó hữu duyên với mình. Đó. Và đây sẽ cho mình là không gian mà mình bước lên trên. Ở trên thì cho mình hai phòng ngủ và một cái phòng thờ. Và tay cầm bước lên cầu thang của mình sẽ hai bên đều là bằng gỗ cam xe rất là chắc chắn. Mặt bước lên cầu thang thì đá hoa cương dày dặn, di chuyển cũng rất là nhẹ bước chân nữa cô chú anh chị. Giờ thì cô chú anh chị mình di chuyển cùng Hương Ú nha. Quý cô chú anh chị thân mến, hiện tại thì Hương Ú đã có trên không gian tầng 1 rồi. Và không gian tầng 1 mình sẽ là một cái không gian mở ha, xuyên suốt ở khu vực này. Ở đây thì mình có thể là làm phòng thơ này, hoặc là phòng sách. Mình để một cái ghế salon ở đây mình làm phòng sách vẫn được cô chú anh chị ha. Tùy theo nhu cầu của gia đình mình sắp xếp không gian như thế nào cho được hợp mắt hơn nha. Và trần trên của mình cũng sẽ là trần thạch cao nguyên khối và hệ thống chỉ phào chỉ giềng đi khắp hết cái nhà luôn, nhìn rất là đẹp cô chú anh chị. Và mình tiến thẳng ra sau đây sẽ cho mình là một cái sân nhà sau cũng giống như ở khu vực dưới thôi cô chú anh chị. Mình làm vậy nó rất là thoáng, rất là mát. Nhà vệ sinh thì nằm ở trong đây ha, thì tiện nghi vô cùng là tương đối đầy đủ rồi, không thiếu gì cả cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị ơi, xem đến đây rồi nhớ đăng ký kênh cho Hương Uống nha, để mình tiện theo dõi nhiều mẫu nhà giá rẻ mỗi ngày luôn. Một lượt đăng ký kênh nè, một lượt like, một lượt share của cô chú anh chị đó là động lực để cho Hương Uống phát triển kênh của mình và đi tìm nhiều mẫu nhà giá rẻ phù hợp đi gửi đến cho đình mình luôn ha. Bên Hương thì mẫu nhà rất là đa dạng. Và đây là cái phòng ở cuối dãy nhà đây. Phòng có cửa sổ thoáng mát, trần cao ráo luôn, hệ thống đèn ở đầy đủ, dây chờ máy lạnh đã full hết cho đình mình rồi nha. Nhà mới mà, còn gì nữa cô chú anh chị. Và giờ thì cô chú anh chị mình di chuyển cùng Hương Ú nha. Mình đi qua cái phòng lớn có cái view cũng đẹp lắm, thoáng mát nữa. Ở đây thì rèm cửa đâu, bên đơn vị chủ nhà cũng đã tặng full hết cho mình rồi. Về thì mình chỉ cần dọn đồ vào ở thôi, không cần phải sửa sang gì cả. Còn cái việc mà nhà nó hơi có xi măng vôi đồ tí đó, bụi bặm một tí thì bên đơn vị Hương khi mà bàn giao nhà sẽ bàn giao nhà sạch cho cô chú anh chị mình, nên gia đình mình cũng đừng có e ngại về cái vấn đề đó nha. Hương nếu như mình ok hết thì Hương sẽ kêu cô lao công vào dọn dẹp cho mình đó, thì nhà mình gọn gàng lại thay. Ở trần thì cũng thạch cao sạch sẽ nè. Và tiến tới đây thì sẽ có lan can dài rộng rãi. Ở đây thì dân cư ở cũng rất là đông rồi, về để ở không có sợ bị buồn. Đối mặt mình thì cũng có nhà, mà nhà người ta cũng đã ở full bích hết rồi cô chú anh chị, nên về để ở cũng rất là vui. Đèn đường thì vẫn khắp sáng. Ở đây trường học nè, bệnh viện đồ sát bên luôn. Chợ thì nhích ra đây tí thôi. Mình có hai cái con đường mà mình đi chợ, một là mình đi chợ Long Thượng nè, hai thì mình có thể làm đi chợ Cầu Tràm, còn không thì đi chợ Bình Chánh, rất là tiện. Từ đây mà mình chạy ra chợ Bình Chánh của mình thì đâu đó tầm khoảng 5 phút thôi, không có xa đâu cô chú anh chị nhá. Ở đây thì mình cách con đường bờ chùa mình bước lên có một tí là đụng cái đường bờ chùa rồi, tầm khoảng có 50 mét thôi. Đó, sát bên luôn cái đường đó thì đường nhựa, xe hơ xe tải chạy lưu thông rất là thuận tiện nữa. Và nãy giờ thì cô chú anh chị cũng đã quan sát hết chi tiết về ngôi nhà rồi. Giờ cho phép em Hương Ú sẽ được một lần nữa nhắc về thông tin ngôi nhà nha. Nhà mình với một cái diện tích đó là ngang của nó là 5m2 và dày vèo thì tới tận là 19m. Công năng sử dụng là một trệt một lầu, cho mình tới tận là 3 phòng ngủ và một không gian thờ và hai nhà vệ sinh. Thì có sân trước sân sau rộng rãi thoáng mát luôn. Và nhà mới hoàn toàn 100%. Nhà thì xây riêng lẻ cô chú anh chị, nên mình vừa mình ở sau này mà mình có sửa sang thì nó cũng rất là thuận tiện cô chú anh chị ha. Không đụng chạm với ai. Sổ thì đã có sẵn, sổ hồng riêng có thể cho mình đi công chứng trong ngày. Và cũng có ngân hàng hỗ trợ cho mình vay, chỉ cần thanh toán cho bên đơn vị Hương chừng khoảng 800-900 triệu thôi là mình có thể xách vali và ở rồi. Còn bao nhiêu thì mình có thể là hỗ trợ vay ngân hàng cô chú anh chị ha. Vay ngân hàng thì bên Hương sẽ lo hết cho mình hồ sơ thủ tục luôn, nên mình cũng yên tâm. Đó, còn giá tổng của nó thì là 2 tỷ mốt.
thì nằm trên con đường vào chùa. Nếu như mình muốn biết thông tin rõ ràng thì có thể là các bạn Zalo hoặc là liên hệ trực tiếp với Hương. Hương sẽ gửi thông tin, sổ sách và vị trí qua cho cô chú anh chị mình nắm bắt kịp trước khi mình dự định về đây. Giờ thì Hương Ú cũng xin được kết thúc video tại đây nha. Và bên Hương vẫn nhận nhà ký gửi chính chủ bên khu vực quốc lộ 50 và quốc lộ 1A. Những quý anh chị mình có mẫu nhà ký gửi thì hãy liên hệ trực tiếp với Hương. Hương sẽ xuống review và quay cho cô chú anh chị mình được bán mau hơn. Giờ thì Hương Ú xin chào nha. Và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình trong những video tiếp theo. Chúc quý cô chú anh chị mình mơ tìm được một căn nhà ưng ý trên kênh Nhà Xịn Minh Chánh ạ.